này có cơm tấm bến, cơm tấm đêm nè. À, chỗ này bán cũng rất là nổi tiếng, 25.000 một dĩa thôi. À, chỗ này cũng có nhiều người nước ngoài lên ăn lắm. À, nhìn miếng sườn hấp dẫn chưa. À, những anh lao công ngày đêm vất vả vì thành phố xanh sạch. Ủa này đẩy về đâu luôn anh? Đẩy đâu? À tập kết ngay chỗ này. Mấy giờ mấy đổ? Nhà lớn rồi, chạy vòng được rồi. À, em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. À, hiện tại chúng ta đang có mặt ở đường Cô Bắc, chợ Cầu Muối. Cô Xuân cơm chưa cô? Đi vòng vòng chơi. À, nay có sự tham gia của Mỹ và bạn đồng nhỏ này. À, Sài Gòn hôm nay có mấy trận mưa luôn. À, mưa rất là mát. À, mưa rồi lại ngưng. À, còn đây là đường Đề Thám hướng về chợ Cầu Muối, hướng về chợ Cô Giang, bến Hàm Tử, bến Chiêu Dương, hoài luôn cái video. Anh chị các bạn thông cảm nha. À, đây có cơm tấm đêm nè. À, chỗ này bán cũng rất là nổi tiếng, 25.000 một dĩa thôi. Chỗ này cũng có nhiều người nước ngoài lên ăn lắm. À, nhìn miếng sườn hấp dẫn chưa. À, bên cạnh đó thì cũng có những anh lao công ngày đêm vất vả vì thành phố xanh sạch. Nên chúng ta nếu mà đến Sài Gòn thì mình để rác ở thùng rác ha, để các anh đỡ vất vả hơn. À, ngày xưa đường Cô Bắc khúc này là chợ rau cải, chợ đầu mối rau cải nè. Nhưng mà ngày nay thì không có còn xôm tụ như ngày xưa nữa. Qua bao thời đổi thay thì con đường này trở thành những cái hàng quán, rồi những khách sạn. Đây có khách sạn Vĩ Dạ nè, quán ăn này, những dãy nhà xưa. Chúng ta nhìn lại cái dãy nhà nè, dãy nhà về đêm. Rồi một số anh chị thì còn bán rau cải nữa nè. Hả? À, ở đây có cái quán hủ tiếu rất là đông nè. À, bà con mình bán này xuyên đêm luôn á, bán tới sáng luôn á. Nói giờ lạnh nè, bạn đồng nhỏ rồi đi ăn kem. À, giờ phải đi ăn kem. Kem ở KFC. À, ngày xưa hủ tiếu Thành Đạt nằm bên đây nè. Nay họ đã dời qua đối diện. Rất là đông luôn, các chị thấy Rap Food đứng đợi không? Nó xếp hàng quá trời luôn, dài. Ăn hủ tiếu mà phải đợi đông ghê không, quá trời. À, nhưng mà bán như vậy thì nó mới vui, mới có khí thế, còn bán vắng quá thì cũng buồn. À, ước gì ai cũng được buôn bán đông đúc như vậy ha.
sẵn tiện đi thì quay số hình ảnh ở khu vực chợ Cầu Muối để bà con các bác xem chơi cho vui nha. Ủa này đẩy về đâu luôn anh? Đẩy đâu? À tập kết này chỗ này. Mấy giờ mới đổ? 9 giờ 4 cho lớn vô cũng vậy thôi. Bởi vậy nghỉ trễ luôn. Bởi vậy ăn hết đó, thấy ghét. Giờ này đường này ít người đi luôn nè, ít nhưng giống như là giảm người làm quá không? Đúng rồi, giảm chứ. Bởi em thấy ít người mình làm cực. Bây giờ thằng hai còn luôn. Hồi xưa anh Vũ còn làm, anh Vũ nghỉ luôn à. Vũ ở Củ Chi á. À nghỉ rồi. À, cực quá. Hồi Vũ Hồng Củ Chi cũng nghỉ đó. Dạ, giờ anh giờ đi làm shipper cho nó. Đúng rồi, hàng cồn mở chu chu cũng ở Củ Chi luôn. Dạ. Nó chạy giá quá, chạy giá. Dạ. Có tháng thì chịu ngon rồi, có tháng làm. Nhưng mà có biên chế này nọ, có hậu. Kia không có. Dạ. Nó anh khỏe. Dạ. Đây có mấy cô bán tỏi bán hành. Ê, ngay đây có cái đám ma. À, đây có cái đám tang chia buồn cùng gia đình nha. À, xin chia buồn. Mình đi qua bên đây đường nha. À, đám tang ở chợ này thì nhà cũng hơi chật nên mình bày ra đường luôn. Nên mình cũng thông cảm. Có bà hát đó, chú bán dầu, còn mà té chú bán nón nó lại là à, chú bán gì nữa? Chú bán nón giờ nó đâu ra đến đâu, chú bán nón nữa. À, trời mưa nên con đường này trở nên lầy lội hơn mọi ngày. À, nhưng mà so với ngày xưa thì cũng rất là đỡ rồi, sạch hơn rất là nhiều rồi. Đây có cô bán bán gì đây? Cô đi ăn đêm nữa hả? Nhà chưa ăn cơm không con? À, cô à đi chơi. Ủa anh ở đâu? À, anh ở đây hả? Nhà lớn rồi chạy vòng 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 được rồi. À. Bye bạn nha. Ăn đi coi. Nào đi ăn kem. Đây, đây là đường Nguyễn Thái Học nè anh chị. Đường Nguyễn Thái Học về đêm. Thì theo hướng ngược lại, theo hướng này thì chúng ta sẽ đến cầu Ông Lãnh để đi qua quận 4. Và ngay cái xanh xanh này là đường Bồ Đề. Bồ Đề năm xưa nè. Là trường Đồng Khởi ngày nay. Ở đây thì có cái trường Minh Đức nữa nè. Một lần nữa chúng ta cùng lang thang và xem lại cái ngôi trường ngày xưa của mình nha. Nếu anh chị bạn nào có học trường này thì cho xin cái comment nha. Biết đâu trong những comment này thì có những người quen của chúng ta, người bạn học cũ cùng niên khóa. Đây có quán kem Swissen Wensen. Đây có cô bán hủ tiếu. Hủ tiếu gánh nè. Sao? Cái gì? Đi qua đường. Đây, trường Minh Đức.
ngôi trường ngày xưa dạy tiếng Hoa nè. À, theo sự chia sẻ của chú anh chị. Sao lại đi ngược? Đi ngược hả? Sao đi lùi? Té là sao? Sài Gòn bây giờ nếu mà bây giờ mưa là bà con cô bác rất là vất vả nè. Những người buôn bán ở những cái vỉa hè này sẽ không bán được. Nhưng hôm nay rất là may mắn là mưa khoảng 5-6 giờ là đã ngưng rồi. Bây giờ chúng ta qua đường nha. Qua đường để đi qua cái bên kia đường Phan Đợi Ba Tí. Bên này có cái KFC nè, KFC. Không biết ở bên nước ngoài nó cái hệ thống này có giống như ha, cái kiểu trang trí cũng như giao diện có giống nhau hay không. Nhưng mà ở đây thì cái món này tụi nhỏ rất là thích. Xe bên đây dưới cầu ông Lãnh đổ về nè, rất là đông. Khoan để xe hơi qua xong quá thì qua. Rồi để xe hơi qua hết đi. Ở đây mình nhìn xe giãn giãn rồi mình qua ha, chứ họ không có ngừng để cho mình qua. Nguy hiểm chưa? Rồi chúng ta qua được rồi. Quá à kìa. Rồi mình đi vô đây nha. Ở trong đây cây kem chỉ có 5.000 thôi. Nói qua đường ở Việt Nam là một nghệ thuật. Qua đường là một nghệ thuật. Người qua đường là một nghệ nhân. Uống éo, uống lượng mới qua được. Để mình chúng ta kêu món cái nha. Rồi, tạm ngưng nha. Nè. Nè chào đây nè. Chào. Lo ăn không? Lo dẫm mấy lo cháp không? Trời mưa không được đi chơi nên đi vô đây đòi đi vô đây gỡ gạt. Tại thấp. Này ly kem 5.000. Ủa không có bán hả? Này là khoai tây là 14.000. Rồi ly coca 12.000, tổng cộng là 36.000. Là gần 2 đô thôi. Đi ăn vặt ở Sài Gòn. Mời bà con cùng thưởng thức chơi nha. Thưởng thức với bạn đồng nhỏ. Chào các bác cái đồng. Nó nhìn vô đây chứ hả? Tới giờ nó tắt rồi vậy. Bây giờ là ở Sài Gòn là 8 giờ 9 giờ rồi. Gần 9 giờ. Gần 9 giờ đêm. Bà nãy đi qua đây ngồi thôi chứ. Ở đây thì 10 giờ người ta nghỉ nha. Nên bây giờ cũng gần đóng cửa. Thôi ngồi đây đi. Giờ qua bên kia người ta lau nhà công. Rồi tạm biệt các anh chị các bạn. Hẹn gặp lại các anh chị bạn trong những video tiếp theo nha. Bye.
Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye bạn đồng. Đó là bài kiểu gì? Rồi, chút xíu nữa mình đi ra đường có gì hay hay mình lại quay tiếp nha.